Chào mừng các bạn quay lại đến với We Win Space Doctor. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ làm lại về thuộc tính tiếp theo Challenger kẻ thách thức. Cũng có nội dung như sau: tăng tối đa phần trăm làm tăng máu tối đa là 5%, giảm sát thương 60% sát thương với lượng máu tổng khoảng 99%, và tăng tổng hợp tổng cộng là 20% máu. Tăng cường sát thương, tốc độ tấn công và bạo kích 15%. Nếu như là khi ở máy bay chiến đấu của bạn ở 80%, giảm sát thương 30% nếu nhận ở độ 80% máu. Bắt đầu chương 15. Tăng cường sức mạnh sát thương. Warning. Nhớ là phải sử dụng cái loài Zan Nebula Seal. Zan Tivan sẽ giúp khả năng giảm sát thương 15% và kết hợp cả thực tính Challenger thì sẽ bị mất máu hơi ít thôi. Women and chap power warning. Rotate in irregular sphere. Tăng cường sức mạnh hỏa lực. Warning. Nâng cao bạo kích. Warning. We made the boy. Lá chắn phản chiếu. Warning. Anger, warning.
Women are just people. Warning. Thu nhỏ. Tăng cường sức mạnh sát thương. Warning box cuối cùng. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tản dần tại đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập video tiếp theo. Tạm biệt.